3 sai lầm khi đi thu hẹp mà nhiều người mắc phải. Rất nhiều người đi thu hẹp nhưng chỉ thu hẹp cái phần cửa mình tí ở lỗ vào thôi, co rúm gió trong này. Nhưng mà khi mà trong cái chỗ này nó lại rộng mênh mông, vừa đau này nó lại không đạt hiệu quả ôm khít. Đây là một cái mô hình vùng kín của bác sĩ để bác sĩ mô tả cho mọi người dễ hiểu. Đây là cái lỗ âm đạo khi chúng ta quan hệ, bắt đầu chúng ta cho vào đây. Đấy, toàn bộ cái lòng ống như thế này, nó dài khoảng độ 6-8 cm. Thì toàn bộ cái lòng ống này nó là gọi là ống âm đạo. Còn trên này nó là tử cung, nơi là chứa em bé. Còn đây là buồng trứng. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái ống âm đạo này. Cái ống âm đạo này khi chúng ta sinh nở xong, nó quan hệ xong thì nó bị rộng. Quan hệ chúng ta cho đồ vào trong này thì nó sẽ không được mút, không ôm chặt mà nó không mang lại cảm giác. Thì chúng ta sẽ phải đi thu hẹp để cho nó nhỏ lại. Tuy nhiên là rất nhiều người đi thu hẹp nhưng chỉ thu hẹp cái phần phần cửa mình tí ở lỗ vào thôi. Chúng ta tưởng tượng những cái lỗ vào này như kiểu cái cạp quần của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ thu hẹp cái phần cửa này, chúng ta như kiểu chúng ta rít cái giải rút quần ấy, chúng ta rít vào, co rúm gió trong này, cái miệng vào nó rất là nhỏ. Đấy, miệng nó vào nó nhỏ tí. Nhưng mà khi vào trong cái chỗ này nó lại rộng mênh mông. Đó, nó rộng mênh mông biển sở. Nó không có một cái đụng chạm cảm xúc gì cả. Thì ngoài thì rất chật hẹp, cho vào thì rất là khó vào, đau rát, mãi vướng víu cho vào được. Vừa đau này nó không đạt hiệu quả ôm khít, nó phải ôm toàn bộ cái lòng ống này, nó ôm khít như thế này thì nó mới mang lại hiệu quả được. Đó, thường cái phương pháp này hay kiểu làm ở các bạn spa cắt tóc gội đầu, hoặc là các thẩm mỹ viện không có bác sĩ chuyên khoa về thẩm mỹ vùng kín, hoặc là các bác sĩ trẻ tay ngang thôi. Còn chuẩn làm để đạt hiệu quả cao nhất ấy, chúng ta phải thu hẹp toàn bộ từ ngoài cửa mình vào trong lòng ống này. Đó, chúng ta khâu thu hẹp lại toàn bộ cái lòng ống này. Đó, khâu quận lại toàn bộ xung quanh cái lòng ống này. Thì như thế thì nó đạt được độ mút và toàn bộ cái ống âm đạo sẽ được khít. Cái sai lầm thứ hai nữa là chúng ta lại tham. Chúng ta một là tham là do bác sĩ không hỏi kỹ hoặc là không hiểu biết về kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là do người Việt Nam chúng ta hay có tâm lý là mất tiền bu mâm đâm cho nó thủng, đằng nào mất tiền thì thu cho nó nhỏ hết cỡ rồi. Cái giai đoạn bác sĩ hỏi là kích thước của ông chồng, là kích thước của bạn trai để bác sĩ thu hẹp cho nó vừa, thì các bạn các chị hay nói dối. Đáng nghe cái của ông chồng mình thuộc dạng là khoai tây rồi, to đại tướng rồi, thì mình thu hẹp cho nó vừa kích thước của ông đại tướng ấy thôi. Bây giờ cái của chồng mình thì to chà bá ra mà chúng ta lại bảo là chồng chị nó bé lắm, em thu hết cỡ cho chị. Thế là chúng ta nói dối, thế là bác sĩ hỏi đi hỏi lại rồi mà các chị cứ bảo là chồng chị bé lắm, em có cho nhỏ hết cỡ vào. Thế là sau khi là thu hẹp xong là về là ông chồng hì hục cả tiếng trời mà không đăng nhập được, lắc đầu đó, hí hửng tưởng vợ đi làm về thế nào, chờ đợi cái giây phút vinh quang thế mà hì hục không đăng nhập được vào, không cho vào vì nó bé quá. Hôm qua video này cũng chia sẻ mọi người là lấy cái sai lầm mọi người hay mắc phải, nên chúng ta cũng phải là chia sẻ thật, chân thật với bác sĩ. Nếu cái giai đoạn nào chúng ta có thể tếu tóa, bác sĩ thỉnh thoảng hay trêu đùa mọi người trong lúc mổ vậy cho mọi người đỡ căng thẳng, đỡ áp lực. Tuy nhiên là cái giai đoạn nào cần mà sự chính xác, cần sự thật thà thì các chị sẽ phải làm chia sẻ thật. Mà bác sĩ nhắc đi nhắc lại nha, là không đùa. Và đây là em đang hỏi thật chị, thì phải khai thật cái kích thước của ông chồng để em thu nhỏ cho nó phù hợp một cách tương đối, chứ không phải là chồng mình là đại tướng rồi, hàng toàn hàng Afghanistan, toàn hàng Ấn Độ, toàn Peru gì đó mà to chà bá ra mà các chị cứ bảo chồng chị bé lắm, đôi khi là nó không phù hợp kích thước là về là rất là khổ. Rồi một cái sai lầm thứ ba nữa đó là nhiều người làm đi thu hẹp cô bé nhưng mà chúng ta lại sử dụng cái phương pháp không phù hợp. Ví dụ như với những người mà nó ống âm đạo chúng ta nó rộng quá thì chúng ta sử dụng những phương pháp ví dụ như là dùng laser để thu hẹp cô bé này là nó không phù hợp rồi, hoặc là chúng ta dùng những viên đặt được khuyến cáo là đặt để nó xe khít lại, nhưng mà nó chỉ phù hợp với những cái người nào rộng mức độ nhẹ thôi. Thì chúng ta dùng laser và viên đặt xe khít thì nó có tác dụng một phần và nó gần như không được lâu. Nên là chúng ta lại với một ống đạo chúng nó giãn rộng quá mức mà chúng ta sử dụng phương pháp đơn giản như thế thì gần như hiệu quả nó rất là thấp và không được lâu. Đó là gần như là ba cái sai lầm mà mọi người rất hay mắc, đặc biệt là cái sai lầm đầu tiên các bạn nhé. Mọi người có ý kiến thì mọi người có thể comment dưới cái video này xem là mình có bị mắc cái sai lầm nào nữa không, hoặc là mọi người có câu hỏi nào thì comment dưới video này nhé. Các bạn thấy video này hay thì nhớ chia sẻ cho bác sĩ, nhớ follow kênh bác sĩ để bác sĩ ra một video nào thì chúng ta sẽ là người đầu tiên nhìn được cái video này. Ok, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.